Xin chào mọi người, mình là Hiển bên shop Ngọc Hiển, bên mình chuyên các đồ gia dụng Nhật và xe đạp thể thao. Hôm nay mình xin chia sẻ một số cái kinh nghiệm để xử lý một số bệnh của dòng máy hút ẩm thương hiệu Whirlpool, một thương hiệu của Mỹ, được ở Đông Nam Á mình thường sử dụng ở các nước như là Singapore hay là Hồng Kông. Đây là dòng hút ẩm dòng chạy điện 220V, công suất hút thì loại từ 12, 20 đến 24 lít một ngày, điện áp 220V, sử dụng lốc Panasonic. Thì sau rất nhiều con thì mình cũng chia sẻ đây những kinh nghiệm thực tế thôi, chứ mình không chuyên về các vấn đề là kỹ thuật. Thì là thường thường một số bệnh thường mắc phải đó là không bật không kích được nguồn, hai là khi mà đang chạy thì tự động ngắt không đóng lốc, hoặc là bật chế độ sấy quần áo thì đóng lốc mà bật chế độ ẩm thì không đóng lốc. Thì là thường thường cái bệnh đấy thì gồm mình nên kiểm tra thay thế đầu tiên là cái con cảm biến ẩm. Đây con cảm biến ẩm, con cảm biến ẩm cũ đây. Thì vì nó bị lỗi nên là độ ẩm báo sai, nên là bật chế độ hút ẩm thì sẽ không đóng lốc, thì mình sẽ thay bằng con hút ẩm mới đây. Đây mình để thay vào thì máy sẽ không lốc bình thường. Đây còn bệnh thứ hai là không kích được nguồn, thì ta lên đây thay được con này. Đây đây con IC nguồn thì TLI28PL, là mọi người mua ở các bên bán linh kiện rất là rẻ, chỉ tầm 25 đến 30 nghìn thôi. Thì thường thường là 99% các cái con mà không kích được nguồn thì đều do IC nguồn này. Đấy. Và bạn nên đo thêm cái cầu chì này xem nó có bị đứt không. Đứt thì bạn đấu đối lại là xong, ok. 99% các bệnh mà không kích được nguồn. Nếu con này cũng lổ nữa thì bạn thay cả con này nữa. Con này con chống nguyện áp cao. Đấy. Và bạn thay con này. Thì gần như 99% các cái bệnh hay gặp của dòng nguyên khu hay là như thế. Nó hay có thể đứt lỗ, có một số con nó lỗ hẳn ra, có những con thì nó đứt ngầm, thì bạn cứ thay con này để đo cầu chì là gần như 99% các bệnh là xử lý xong. Đây là con mình đã mua ở bên linh kiện TNI280PL. Cái này mọi người có thể tự sửa ở nhà được, rất đơn giản. Nếu mà bạn không hàn được thì có thể mang con này ra quán họ hàn cho mình. Đây là những cái bệnh mình thường gặp. Sau khi bán mấy trăm con thì chỉ vài cái bệnh cơ bản thì mình có thể tự xử lý ở nhà được. Cảm biến ẩm và con IC nguồn đây. Ok, xin chào mọi người trong các video tiếp theo.